Xin nhắn chào toàn thể tất cả các anh chị em quay lại với kênh N7D của mình. Thì như các bạn thấy là cái mẫu tay này là mẫu tay mình làm bằng bột đít và vẽ những cái design rất là đẹp mắt và tạo nên cái bộ tay rất là sinh động cho cái mùa hè đó các bạn. Thì cái này là mình làm bằng bột đít các bạn, rồi mình vẽ trang trí ở trên. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là cái bột đít, cái bình bét của đít nó đặc quá. Thì ở đây là mình có để cái bình thinner các bạn thấy không? Ở trên cái màn hình mình để cái bình thinner đó các bạn. Thì cái bình này là bình thinner để mình nhỏ vào cái bét, cho cái bét nó lõm ra để mình làm cho nó dễ. Thì cái bình này người ta bán là 7 đồng á, các bạn mua về không, mình bỏ vào trong cái bét của mình thì nó sẽ làm cho bét của mình nó lõm ra, nó dễ làm. Chứ còn cái bét mà nó đặc quá thì các bạn làm cái bột nó vừa dày mà nó vừa dùn nữa. Nếu mà các bạn để bét đặc quá thì các bạn nhúng nó sẽ rất là dùn và nó dày. Thì bây giờ các bạn thấy mình đang bắt đầu mình nhúng này. Thì mình nhúng cái bột ở cái loại móng dài thế này thì anh chị em nhớ là nhúng mình nghiêng qua, mình nghiêng cái hộp bột qua cho nó lay hết ở trên cái móng, hoặc là các bạn có những cái khay nhỏ các bạn đổ ra các bạn làm. Chứ nhiều lúc mà cái móng mà dài quá mình đít rất là khó, tại vì những cái lọ như là ANS như các bạn này là cái hộp bột của nó là nó không có sâu, cho nên là những móng dài là rất là khó làm. Đó, anh chị em mình đít hết nha. Ở đây là cái này cao quá, mình lấy cái này mình xúc mình đổ lên. Thì sau khi mà các bạn đít 2 hoặc 3 lớp theo ý của khách rồi á, là các bạn mới bắt đầu các bạn làm cho nó khô, rồi các bạn buffer ha, buffer làm láng đi. Cái công đoạn đó là mình sẽ bỏ qua nha. Cái công đoạn đó là anh chị em mình biết rồi. Sau khi mà khô làm láng xong cái nail rồi á, là các bạn bắt đầu mình design này, design cho bột đít này. Là các bạn lấy cái chai nước sơn trắng như bạn thấy mình làm á, cái cọ nhỏ này cũng được. Thì các bạn vẽ những cái mẫu design mà khách họ muốn. Ví dụ họ muốn bên góc phải, khách muốn bên góc trái, hay là muốn bên góc trên, hay là muốn bên góc nào cũng được. Nói chung là vẽ bất kỳ những cái design nào mà khách họ thích các bạn làm thì các bạn vẽ như thế. Thì ở đây là các bạn dùng nước sơn này là nước sơn treo nha. Nước sơn treo mình vẽ lên trên bột đít. Thì khi mà vẽ lên như thế, vẽ lên hết tất cả các đầu ngón tay rồi là các bạn phải hơ đèn cho nó khô cái nước sơn treo này đi. Thì mình hơ khoảng 60 giây các bạn, 1 phút đó. Cho nó hơ cho nó khô hết cái treo này. Đặng chút xíu nữa là mình bỏ cái màu lên nó mới dính được các bạn. Còn để ướt như thế này là không được nha. Đó, anh chị em mình nhớ là phải hơ cho nó khô. Ở đây thì các bạn dùng bình sơn màu trắng treo, bất kỳ cái loại nào cũng được. Loại nào cũng mà các bạn thấy trắng là lấy làm thôi. Đó. Thì ở ngón cái này các bạn không, mình cũng vẽ những cái design mà theo khách họ thích thì cứ vẽ bình thường. Đây là cái mẫu rất là đơn giản và dễ làm cho những anh chị em mình mới vô nghề. Thì khi mà các bạn làm trên tay khách á, các bạn là design trên cái móng bột đít á, thì đối với móng bột đít mà muốn design các bạn, thì các bạn phải nhớ là bột đít á, mình muốn design lên trên á, là mình phải bỏ cái bét của đít nha, bỏ bét của treo nha, để mình design, là tại vì mình design mình vẽ cái treo mà, cho nên là khi các bạn design trên cái bột đít á, là bạn phải bỏ cái bét của treo lên, để sau đó là các bạn mới bỏ màu rồi các bạn làm như mình vậy đó. Đó, bây giờ là các bạn mới lấy màu này, các bạn bỏ lên cái màu trắng này. Thì các bạn bỏ tùy thích theo cái ý muốn của khách hàng. Họ muốn một chỗ nào màu xanh, họ muốn chỗ nào màu đỏ, họ muốn chỗ nào đường viền, họ muốn nói chung là muốn cái kiểu gì thì các bạn làm y như vậy. Tạo cho cái móng cảm giác như là nhiều màu sắc sinh động mùa hè đó các bạn. Đó, để các bạn thấy mình bỏ cái màu xanh lên chỗ này trước này. Thì các bạn bỏ cái màu này á là các bạn tức bằng chà nó lên cái màu trắng này thôi. Thì nó sẽ dính vô trong, nó ăn vô trong màu trắng mà nó không lên qua trong cái bột đít của ai. Ví dụ cái bột đít của mình là đang là cái màu hồng hồng lực lực đó, mà khi mình chà cái màu này lên cái màu trắng này là màu trắng này nó dính, chỉ dính vô màu trắng này thôi. Chứ còn nó, nếu mà nó rớt qua bên cái màu hồng của bột đít các bạn, thì chút xíu nữa mình lấy cây cọ mình phủi nha, tại vì nó không chỗ nào các bạn chà là nó dính vô đó. Các bạn chỉ chà lên cái màu trắng này thì nó chỉ dính vô cái màu trắng này thôi, chứ nó không có bị dính lên cái bột đít màu pin đó ngay các bạn. Nên các bạn đừng có lo, nó văng ra ngồi chút xíu cũng được, không có gì phải sợ hết. Chập nữa là các bạn xong rồi á, là các bạn lấy cái gọ các bạn phủi đi ha, phủi hết cái bột nó dính bên kia đi, nó rớt xuống à, nó không có dính, nó chỉ dính trên cái màu trắng mà chỉ dính trên cái chỗ mà các bạn lấy cái cọ bằng chà như mình chà các bạn ha. Mình lấy cái cọ mình đánh lên nó, cái cọ này các bạn có thể là lấy cái cọ vẽ mà bị cùn bị hư á, các bạn không xài nữa thì các bạn lấy bằng làm cái này để mà đánh màu đánh đồ này cho nó tiện dễ làm. Đó, anh chị em mình thấy không, đánh ra là cái móng tay tự nhiên là
nó sinh động này, nó khác này, nó có màu của mày, à, nó làm cho cái móng tay có một cái dây đó, một điểm nhấn gì đó, tạo cho khách hàng họ cảm thấy là vui vui ha. Khi mà họ bước chân vào tiệm thì cái mớ bộ tay của họ thì không có gì cả, mà khi họ bắt đầu bước ra thì bộ tay của họ đủ màu sắc lung linh hết, cho nên họ cảm thấy là thích đó. Giờ anh chị em mình thấy không, mình lấy cái cây này, chỗ này mình quát sạch ha, nó dính không có dính một đít các bạn ha, một đít nó văng vào một chút thôi, mình quát xuống là nó sạch, nó không có dính lên trên, nó chỉ dính ở trên cái này màu trắng thôi, chứ không có, nó không có lem vào bên phía kia này, cho nên là các bạn đừng có lo, các bạn chỉ chà đi màu trắng thì nó dính màu trắng mà thôi. Đó, sau khi mà các bạn phủi sạch hết rồi ha, phủi sạch rồi thì khách họ thích chỗ nào design, hay là các bạn có thể là khách họ thích đá kim cương thì bạn gắn đá kim cương, gắn đá lung linh lên. Ở đây là khách là họ thích vẽ màu đen, chứ vẽ màu đen ở bên cạnh này thì màu đen mình vẽ kiểu màu đen sần sần, mình vẽ nói chung mình vẽ cái đường màu đen này các bạn vẽ không cần phải là giống nhau, mình vẽ một cách ngẫu nhiên. Thì nếu mà khách họ thích nghe, còn nếu khách họ không thích thôi các bạn đừng vẽ làm chi. Có nhiều khách họ thích bỏ cái viên kim cương ở giữa móng tay các bạn, cũng rất là đẹp. Thì tùy theo khách của bạn như thế nào, thì các bạn làm cái như thế đó. Họ thích bỏ kim cương thì mình bỏ kim cương vô. Sau khi mà khách họ vô, họ làm xong rồi họ ra, cái bộ móng tay của họ tự nhiên khác, thì họ cảm thấy họ vui, các bạn, họ vui, mà họ vui là mình cũng vui luôn. Rồi các bạn cũng kiếm thêm được tiền từ những cái mẫu này như thế này, không? Mình design lên mình kiếm thêm tiền cho cái bộ tay của mình ra bao nhiêu đó, mình phải design lên mình lấy thêm tiền nữa, nó tăng thêm cái thu nhập trong cái ngày làm của các bạn, không? Và nó tạo thêm niềm vui cho khách hàng, và từ đó thì khách hàng họ sẽ chứ, nói chung họ sẽ nhớ các bạn và quay trở lại tìm các bạn trong những cái lần tiếp theo sau đó. Đó thì sau khi mà vẽ xong hết rồi theo ý muốn hết rồi, bỏ đá hay là bỏ đây mình hay bỏ kim cương gì xong rồi không, rồi các bạn sẽ bỏ cái nước thúc khốc. Thì cái nước thúc khốc này các bạn bỏ lên luôn, tại vì khi mà các bạn đánh màu lên rồi á là cái màu nó đã khô luôn rồi, nghe, cái màu nó khô luôn rồi, các bạn đánh lên là màu khô rồi, chứ các bạn không cần phải hơ cái màu đó nữa. Chỉ những cái mà các bạn dễ treo lên thì các bạn mới hơ. Còn cái đối với cái bột mà các bạn đánh màu lên là không cần hơ, nó khô luôn rồi. Là các bạn ấy xong là các bạn chỉ bằng bỏ cái tốp khốc lên, làm cho cái móng của khách nó bóng lên một chút xíu là được, chứ không cần phải làm gì nữa hết. Đó. Anh chị em mình thấy không? Bỏ cái tốp khốc lên là nó bóng mượt mờ luôn. Bàn tay ra rất là đẹp. Thì đối với mà cái làm cái đít này á thì cái bếp khốt của bạn nó phải lỏng nha, chứ các bạn mà để mà chơi bếp khốt mà các bạn làm chung những cái tiệm mà đông thợ quá rồi thợ họ làm họ không có thời gian họ chùi cái đầu cái chai nước bếp á, thì cái nước bếp nó rất là đặc mà cái cỏ cũng dở nữa đó. Thành thử ra là khi các bạn làm mấy cái này là các bạn nên có một bộ đồ nghề riêng cho mình, cái chai riêng cho mình để mình phiêu bếp cho mình làm, phiêu tốt cho mình làm. Chứ còn nếu mà các bạn làm chung mà trong cái tiệm đông thợ quá, nhiều thợ quá thì họ sẽ không có thời gian để mà clean cái đó, rồi tới lượt các bạn làm á thì tự nhiên là nó không có lỏng, rồi nó đạt quá, rồi các bạn làm nó không có ra mà nó mất thời gian, nó mệt. Để các bạn thấy không, mẫu tay ra sau khi mà bỏ thuốc cốt sang các bạn hơi đàn khô đúng không, rồi các bạn ra các bạn thấy bộ tay rất là lung linh, nó lung linh như là mùa xuân đó, rất là đẹp, đơn giản dễ làm, ai cũng phải làm được hết, đặc biệt là những anh chị em mình mới vô nghề, các bạn ở Việt Nam mới qua thì xem cái mẫu này cũng rất là đẹp, và các bạn có thể là làm được trên khách hàng của mình để mà tạo thêm cái sự khác biệt cho từng cái mẫu nail. Và ngày hôm nay mình chia sẻ đơn giản vậy thôi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có vấn đề gì mà hỏi thì các bạn cứ comment ở dưới thì mình sẽ trả lời cho hết tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.